Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Super Win, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai. Lonely Stone. Go.
course you know this means war. Let's go. Tăng bam lên. Và bây giờ thì mình sẽ sang game thứ ba, Victor Smith. Let's go. Ok, bây giờ game này thì các bạn sẽ hóa thân là một chàng trai, sau đó sẽ vào đi giải cứu một cô gái. Và cô gái này thì ở phần update mới này thì các bạn phải đi cứu cô ta. Cô ta đã bị ông ta hóa thành một người lợn, tức là hình thì người nhưng mà mặt thì mặt lợn, nên các bạn phải tìm cách để giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta và cho cô ta trở lại làm người. Ok, let's go. Đầu tiên thì mình sẽ bắn ở đây. Đây không có gì. Let's go. Đây rồi. Music box. Let's go. Ok, chúng ta đã mở cửa ra rồi. Chắc chắn chiếc chìa khóa Blue Key sẽ ở đây. Ok, đây rồi. Let's go. Một tấm gỗ.
mình sẽ chế một cái hình tròn. I got you. Let's go. Okay. Một chiếc găng tay. Let's go. What was that? Let's go. Okay, so. Giếng nước đỏ, không biết là đó là cái nước gì. Ok. Let's go. I think I heard a noise around here. Rồi mình sẽ cầm sổ táo đi. Okay, let's go. Ông ta sẽ ngất trong 2 phút. Và trong 2 phút các bạn phải cố gắng cứu cô ta, thoát khỏi ông ta. Rồi, ông bác sĩ rồi. Mr. Meat is a beast.
I saw what he did to Rebecca. Rồi, I ran cho ông ta vào trong phòng thôi. Now with your help, I help her. Bring me the girl. Well, the little pig. 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 Apples. Yes. Okay. Yes. Ông ta đang chế thuốc rồi. That's it. This. Another bit of that. No. Very well. Come here, little pig. Drink this. It will help. Drink it. Drink it all. Yes. Yes. Am I transforming again? Yes, it works. It works. I am a normal girl again. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ tư, Sleeper Buddy. Let's go. Wow, anh chàng này cầm súng này. Chỉ cho anh ta thôi. Chỉ ok. Vẫn chưa đủ tiền. Let's go. Rất khó để nhận biết ở đây. Oh my gosh, quá rồi. Lại thôi. Thank you.
Ok, let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Chúc quen Hobo. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo. Escape Master. Let's go. Sẽ không mua xe. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Bitter Stick. Quadra kill, penta kill.
Yeah, okay. Triple pentakill. Godlike. Double kill, triple kill. Quadra kill. Pentakill. Hexakill. Legendary. Double kill. Double kill. Wow. Quadra kill. Hexa kill. Okay, let's go. Legendary. Victory. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Zombie Blitz. Jackson, lại. Jackson gặp con. Wow, hơi cao. Cái này tầm khoảng 14 thôi. Anh ta ném một cây đàn guitar. Súng à. Ok, đi không sao, mình thắng là được rồi. Satama. Vẫn chưa tới đâu, cái này phải 13 hoặc 14. Ok. Oh my gosh. Mười sáu. Và đây là 17. Wow, cái này là 49 mét rồi, rất là cao. Hãy tư xem. Ok. Và cái này phải là 27 hoặc 28. Vẫn chưa trúng. 29, 30. Anh ta vẫn còn sống. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.